Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 theo công bố của Tổng cục Thống kê đạt 484.400 lượt người, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 10 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 2.357.200 lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Phân tích từ số lượng khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng này cho thấy khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm số lượng lớn nhất, đạt 2.093.700 lượt người, chiếm 88,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tháng 10 cũng ghi nhận 745 lượt khách đến bằng đường biển, tăng 49,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng 10 ước đạt 467.100 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, Cần Thơ tăng 126,1%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 110,8%, Đồng Nai và Đà Nẵng cùng tăng 78%, Hà Nội tăng 55,3%, Quảng Ninh tăng 48,2%. Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng 10 ước đạt 19,7 ngàn tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu về lữ hành của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước cũng tăng lớn, như Đà Nẵng tăng 741,4%, Cần Thơ tăng 647,4%, Hà Nội tăng 365%, Hải Phòng tăng 236%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 173,6%.